câu cái đàn tạp nó lên, chứ bây giờ không câu ra ai dám đi vô đó mà đó. Mới sập đó hả? Mới sập à? Đó người mới có còn người không đó không? Con thôi đừng có lên. Không lên trên nhà tầng cái kia. Thấy người không? Có người không?